Mình có cái ớt nè, chín đỏ luôn. Ớt chín cái màu thiệt đẹp luôn, thiệt ngon luôn. Thì mình ra đây mình thấy ớt hiểm nè, ớt hiểm chín đỏ cây luôn. Này tới đợt chín đỏ cây luôn, rồi cái qua đợt cái hết. Thấy hai ớt này thấy đâu dữ lắm, mày đừng tí chút chút thôi. Cái ớt này tái nhiều hơn cây nãy nè, tái nó dài hơn cây nãy, tái giống. Đặc biệt rồi. Mình đây xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình chuẩn bị đây là 10 cái mắm nè. Thì mắm linh với lại là mắm sập. Còn đây là sả, đây là tỏi. Chị Hương mình đang gà để cho nát á. Để hồi nữa mình khuy thì mình để vô mắm với sả. Thì mắm này thì mình kho để mình gửi cho chị Alex ở Mỹ nè. Mắm này thì mình kho để mình lấy cái xương ra, rồi đem về bánh thì chị muốn nấu món gì thì chị làm vậy. Đây là bịch này là bịch mắm linh, còn bịch này là bịch mắm sặc. Giờ mình tốt hai ký mắm linh ra. Mắm thiệt là ngon luôn, thơm được nồng luôn á. Mắm này ngon lắm, mắm này thật ra không có cho màu nè, còn có loại mắm cho màu đó tươi nữa. Thơm khủng khiếp luôn. Hồi bữa làm bánh sa tế để mắm nó muốn có tội luôn, muốn nó thơm. Thơm khủng khiếp luôn. Muốn nó ngon. Mình mắm lên mắm sạch nè, mình kho lộn. Mốt làm chuối hồng. Nó gần gã rồi mình. Mắm mình nó gã ra rồi nè, giờ mình chắc kìa. Này là cái xác mắm nè, sau khi mà mình nấu xong cái nó gã thịt vô hết nè, rồi cái mình
gót ra lúc là mình lượt nó lại cho thiệt là sạch, mình lượt đi lượt lại nhiều nước. Này là còn là cái xương nè, xương không quá trời xương luôn. Đây một gỗ xương ở bên đây nè, ở đây một gỗ xương nữa, xương này là xương mắm không, bị nhiều ký mắm mà này tới chục ký mắm luôn, quá trời xương luôn. Mình thu được bao nhiêu là mắm nè, là cái nước mắm thiệt ngon luôn, nó đặc. Giờ mình nấu lại, nấu cho nó kẹo, thiệt là kẹo lại. Mắm này thơm ngon, mình lượt lại gì nữa nó mịn mịn trơn nè, chứ không lượt lại thì mắm không có ngon. Vớt bọt cho sạch nè, vớt bọt cái mắm mình còn lại nó đỏ nó đẹp đó. Nấu mắm mình là nấu sắc xuống nó đặc lại rồi nè, mình sắc càng sắc xuống thì mắm nó càng đen, tại vì mắm nó có cái màu sẵn rồi. Như vậy mình thấy gì được thì mình không có nấu sắc sắc nữa, mình sợ nó đen thêm nữa. Nó thơm thấy ghê thật. Giờ mình cho tỏi phi vô nè cho thơm. Con này là xả phi nè, mình cho xả phi nè. Cái này mình quậy cho đều lên rồi để cho thiệt nguội, cái mình mới vô trong cái bịch vô keo. Mình mỗi lần ăn ít ít múc chừng ít vậy. Tại vì nhiêu đây là nhiều mắm dữ lắm. Mình sẵn giờ mình sẵn đợi cho chị Alex nè, giờ mình làm cũng được mấy chục ký rồi, giờ mình để trước. Đây là miếng dông nè, đây là miếng dông màu vàng, nó có hai màu, miếng dông màu vàng và miếng dông màu đen. Thì bữa nay chị dặn mình mua miếng dông màu đen, màu vàng, mình xin lỗi, là màu vàng. Đây là 4 ký nhiều nè. Cái này thì mình để đây tên công ty á, người ta sẽ coi, người ta để vô sao mà mình vận chuyển đi cho nó đừng có bị giải. Còn đây là sa tế, này là sa tế, sa tế nóng ruốt. Mỗi một bịch gì là 1 ký sa tế nè, 6 ký. Còn này là hành phi. Được rồi, 6 ký sa tế, sa tế mắm ruốc. Là hành phi 3 ký. Này đựng thử. Này là xoài sấy. Xoài sấy này thì có bịch thì nó trắng tươi à, có bịch thì nó hơi ngà ngà. Ngà là xoài này nó già, quá già cho nên nó không phải là nó chín mà nó sống, mà nó đỏ dạ, nó đỏ cái tái ngoài ngoài nắng á,
nên nó vàng cái da rồi vàng luôn trong cái ruột chứ nó còn sống luôn à. Cho nên cái màu nó không được trắng bằng như là cái sòi mà nó xanh lè luôn, là như đây là sòi xanh lè, nó không có bị, nó không có đỏ dạ, kêu bằng ở đây thì mình kêu bằng đỏ dạ vậy, là nó vàng tươi. Mình nắng quá trời nắng á, tháng này nó nắng nhiều vàng tươi à, nó già quá trời già luôn, là nó sẽ dần vàng, nó hơi lên có bịch thì nó hơi dần vàng, có bịch thì nó nắng tươi, mà cũng là sòi sống hơn 10 kg sòi. Cái này hàng sấy khô này mình ép nhiều khi nó cũng nhiều quá, cái bịch nó đầy quá thì nó sẽ bị khi nó không có sát á, nó cũng không sao, tại vì hàng sấy khô. Hà sấy, bạc hà sấy thì khi mà mình sấy xong hết nó khô, nó khô thiệt là khô thì nó sẽ có ngã cái màu vàng vàng chứ nó không có xanh lè được, thì nó khô. Còn mình phơi mà nó mình sấy rồi mà nó chưa có khô hung á thì nó như còn màu xanh, còn khô cho thiệt là khô để về mình để được lâu thì nó sẽ có cái màu vàng vàng. Đây là chín bịch, mỗi bịch gì là nửa ký bạc hà sấy khô. Đây là 6 bịch rồi, còn 3 bịch nữa, chạm thần nữa. Đây là mắm nè. Đây là mắm mắm linh với mắm sạch. Mình nấu mình lượt xương sạch rồi cái mình nấu cho kẹo lại rồi mình vô keo dở ra hình đậy cái mít vậy mà ra nghe cái mùi thơm mắm nực nồng luôn á. Cái mình vô keo mình bỏ vô bịch vô keo vậy nè, mình được cúng lại. Mỗi keo gì là 2 kg. Cái này 2 kg xíu. Thôi cũng sợ luôn. Là 5 keo này là 10 kg mắm. Mình cho vô đây xin. Cái bịch ra bạc hà hồi nãy vô cái thùng kia đầy nè. Tím hơi lật lọt hơn chút, có loại màu xanh nữa, màu xanh rồi có loại có sọc nữa, cái này còn lớn nữa nè, nó còn eo luôn. Ta núp núp vậy nè, mình nhìn kỹ mình mới thấy thôi là. Đây nè, cái quần chán luôn à. À,
mình cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã mua ủng hộ đồ của mình. Mình cảm ơn rất là nhiều. Mình chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào ạ. Mình cảm ơn ạ.